Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Giữ bóng rất tốt. Trọng tài Biên đã căng cờ báo biệt vị. Đây là tình huống mà hàng thủ đã bay biệt vị rất tốt. Chuyển vào trong. Cristiano Ronaldo. Đường chọc khe. Dứt điểm đi. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Đá phạt không thành công. Cristiano Ronaldo. Một đường chuyền bóng dài. Phạm lỗi. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống trèo bóng. Chuyền vào trong. Cristiano Ronaldo. Cơ hội tấn công. Rất bình tĩnh. Chút xa. Không vào. Họ đang chờ Emerson không biết mệt mỏi. Pha phòng ngự tỉnh táo. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống trèo bóng. Quả đá phạt. Không thể vượt qua. Chuyền vào. Ý đồ khá tốt tuy nhiên không thành công. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cavani đang thi đấu khá năng nổ. Với thể lực sung mãn cùng sức dướng tốt, Cavani đang khiến hàng thủ phải vất vả theo kèm mình. Nguy hiểm. Cú dứt điểm là rất tốt nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng trên tình huống vừa rồi. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, hồi hộp đến từng khoảnh khắc. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Pha phối hợp không thành công. Không được.
Cavani đang thi đấu khá năng nổ, với thể lực sung mãn cùng sức dướng tốt, Cavani đang khiến hàng thủ phải vất vả theo kèm mình. Cơ hội để phản công, sốc thẳng vào trung lộ, pha đi bóng rất quyết tâm, một cú sút và xử lý bóng cầu thả. Cavani, đường truyền đã bị chặn lại. Cavani rất nhịp nhàng, phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm đi, tình huống sóng gió trước cầu môn, cú sút không được như ý. Phối hợp khá đơn giản. João Moutinho phạm lỗi, chuyền bóng vào trong, cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đổ bàn một quả đá phạt. Cavani nỗ lực chuyền bóng không thành công, đường chuyền chuẩn xác, phạm lỗi rồi. João Moutinho, Cristiano Ronaldo. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Đường chọc khe, Cristiano Ronaldo. Rất trung trải, dứt điểm đi. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi CAC. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fightback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fightback sẽ độc quyền giải đấu này. Chính xác, đó là một tình huống vào bóng quá quyết liệt. Như vậy là trọng tài đã rút chiếc thẻ đỏ ra để chấp quyền thi đấu của thủ này. João Moutinho, cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng, giữ bóng rất tốt. Chuyền bóng tốt, pha đi bóng rất quyết tâm, chuyền vào trong, như vậy là hiệp một của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Fightback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu.
Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Cơ hội! Dứt điểm đi! Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Đường chuyền dài mở cánh. Cavani đang thi đấu khá năng nổ, với thể lực sung mãn cùng sức dướng tốt, Cavani đang khiến hàng thủ phải vất vả theo kèm mình. Rất nỗ lực. Cơ hội dứt điểm. Wow! Khách quan mà nói thì bàn thắng vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng với thế trận và tinh thần thi đấu rất máu lửa của họ. Rất gọn gàng và chính xác. Cho tới lúc này, các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Tỷ số trận đấu là 1-0. Và có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy trên khán đài B của sân vận động có một biển ngữ rất lớn được dâng lên với dòng chữ Fair Play để nhắc nhở các cầu thủ chơi đẹp, cống hiến và trung thực. Nguy hiểm! Không thể vượt qua. Đã có tình huống phạm lỗi. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Một cú sút. Rất bình tĩnh. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Đã có một pha phạm lỗi. Một thẻ vàng, không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Chuyền vào trong, không được. Cắt bóng rất dễ dàng. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Phối hợp khá đơn giản. Cavani đang thi đấu khá năng nổ, với thể lực sung mãn cùng sức dướng tốt, Cavani đang khiến hàng thủ phải vất vả theo kèm mình. João Moutinho. Đó là một tình huống vào bóng rất quyết liệt. Một thẻ vàng, không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Thank you.
Anh sẽ làm gì đây? Bàn thắng đến với họ ở thời khắc này là rất quan trọng. Có thể nói nó sẽ làm thay đổi cục diện trận đấu. Và chắc chắn trận đấu sẽ rất hấp dẫn sau bàn thắng này. Một tình huống màn thủ đã chơi không thật sự tốt. Và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Như vậy là cả hai đội sẽ phải làm lại từ đầu. Về cơ bản thì ngày hôm nay cả hai đội đều lựa chọn lối chơi phối hợp bóng ngắn kết hợp với việc di chuyển linh hoạt ở tuyến giữa để tạo sức ép lên đối phương. Với tình huống phạm lỗi như thế này thì việc phải nhận một chiếc thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Chuyền vào trong. Chặn bóng rất tốt. Cavani đang thi đấu khá năng nổ. Với thể lực sung mãn cùng sức dướng tốt, Cavani đang khiến hàng thủ phải vất vả theo kèm mình. Anh sẽ làm gì đây? Không được rồi. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Pha ngăn chặn kịp thời. Cơ hội để phản công. Khoảng trống. Không được. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Đường chuyền đã dễ dàng bị chặn lại. Cavani có thể dứt điểm. Anh sẽ làm gì đây? Dứt điểm đi. Một nỗ lực rất đáng khen ngợi. Cơ hội đã trôi qua. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Đường chuyền chuẩn xác. Cristiano Ronaldo. Cầu thủ này đã thi đấu rất hay và để lại rất nhiều dấu ấn trên sân. Tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cú sút phạt không tốt. Phối hợp khá đơn giản. Cầu thủ đang thi đấu rất hay và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương. Giữ bóng rất tốt. Ronaldo hiện đang là linh hồn của câu lạc bộ Real Madrid. Đã không ít lần Ronaldo tỏa sáng giúp câu lạc bộ giành trọn 3 điểm. Cho tới lúc này, siêu sao người Bồ đã 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
vào năm 2008 và 2013 và là người Bồ Đào Nha thứ hai đạt được vinh dự này sau trường hợp của Luis Figo năm 2001. Ronaldo cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha cho tới lúc này. Alex. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Để mất bóng rồi. Cristiano Ronaldo. Cũng rất hay. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.